Chào mừng các bạn đã quay trở lại góc bếp của gia đình ngày hôm nay. Hôm nay gia đình kênh mất của vợ sẽ vào bếp và chia sẻ cái cách làm bún cá thu nha. Một cái món ngon, rất là ngon luôn. Và đây là sự biến tấu một chút từ món bún cá ngừ. Nếu mà các anh chị và các bạn cảm thấy thích và muốn tìm một cái cách nấu bún mới thì hãy theo dõi cách làm của gia đình kênh mất của vợ ngày hôm nay với món bún cá này nhé. Rất là ngon luôn và đặc biệt là cá nó sẽ không có bị tanh, nước dùng thì nó sẽ chua chua, vừa ăn lắm à. Ăn kèm với rau sống thì tuyệt vời. Và đây là tất cả nguyên liệu có. Đầu tiên mình sử dụng ở đây là 1,5 kg cá thu. Nếu mà các anh chị và các bạn không có cá thu thì chúng ta cũng có thể thay thế bằng cá ngừ ạ. Hôm nay thì mình có cá phi lê, cá thu nè và đầu cá thu luôn. Kế tiếp thì mình gồm có cà chua, hành củ băm nè, tỏi băm, sả cắt khúc và 1/4 chiếc thơm. 4-5 trái cà chua mình xắt muối cau. 1/2 củ hành tây mình đã xắt muối cau luôn rồi. Và ớt. Bên cạnh đó thì gồm có hành lá, ngò rí và hành tây thì mình đã xắt mỏng như thế này rồi ha. Dạo này thì kênh bếp của vợ sẽ sơ chế hết để mình làm cho nó lẹ. Mình sẽ ướp vô phần cá này 2 muỗng cà phê hạt nêm, 1/3 muỗng cà phê muối, 1/4 muỗng cà phê bột ngọt. Rồi mình sẽ cho một ít hành tỏi băm và sả băm vô, mình sẽ ướp chung luôn nha. Mình cho hành củ và tỏi vô. Bây giờ thì mình sẽ đảo đều lên, mình cho cái phần cá này thấm gia vị. Và nếu mà muốn phần cá của mình nó không có bị tanh thì các anh chị và các bạn khi mà sơ chế thì chúng ta sẽ rửa qua giấm và muối nha, để cho cái phần cá nó không có bị tanh và nó không có như còn nhớt nữa. Rồi mình đảo đều lên cho cái phần cá này thấm gia vị. Khi mà cái phần cá của mình đã thấm gia vị rồi thì chúng ta sẽ bắt lên bếp một cái chảo và mình cho dầu ăn vô và chúng ta sẽ chiên áp chảo nhé. Mình chiên như thế này để cho cái phần cá nó sẽ xanh lại trong quá trình mình nấu thì nó sẽ không có bị rục ra. Chảo đã nóng rồi thì chúng ta sẽ cho cái phần cá vô mình chiên. Ở đây thì chúng ta sẽ phần chiên, mình chỉ cần chiên áp chảo thôi, mình chỉ cần chiên nó hơi vàng cái mặt, hai cái mặt là được. Rồi khi mà nó hơi vàng rồi thì chúng ta sẽ chở cái mặt còn lại lại. Và như đã nói thì chúng ta chỉ cần chiên sơ thôi ha. Miếng nào mà vàng và vừa chín tới rồi thì chúng ta sẽ lấy ra ngoài. Và cứ như vậy thì mình sẽ chiên cho tới khi nào mà hết cái số cá của mình làm là được. Đây, những cái miếng cá mình đã chiên vàng. Rồi bây giờ khi mà chiên cá xong rồi thì chúng ta sẽ bắt lên một cái nồi và mình sẽ cho vô đây cỡ tầm 1 muỗng canh dầu màu điều. Và thêm vào đó cỡ tầm nửa muỗng canh dầu ăn ha. Và khi mà dầu màu điều và dầu ăn đã nóng rồi thì chúng ta sẽ cho cái phần hành củ nè, tỏi băm, sả cắt khúc luôn. Mình sẽ phi cho cái phần gia vị này nó thơm lên. Khi mà sả tỏi nó đã thơm và vàng rồi thì chúng ta sẽ cho phần nước vô.
Và trước khi cho nước thì mình sẽ cho một nửa số cà chua, một nửa phần thơm vô mình xào chung luôn nhé. Tại vì phần cà chua và phần thơm mình xào thì nó sẽ ra cái màu rất là đẹp. Rồi cho ớt đập dập vô luôn. Cái món bún cá này thì phải có cái vị chua thanh và vị đậm đà và vị hơi cay nhẹ của ớt thì cái món này nó rất là hấp dẫn. Nước dùng của mình mới chuộn được phải không ạ? Rồi khi mà thấy cà chua nó hơi mềm rồi thì chúng ta sẽ cho vô đây là một muỗng cà phê hạt nêm để cho cái phần cà chua và cái phần thơm nó đậm đà hơn một chút xíu. Và khi mà cái phần cà chua và phần thơm đã mềm được như mình muốn rồi thì chúng ta sẽ cho cái phần nước vô. Nước ở đây thì mình sẽ cho cỡ tầm 3 lít nước. Và tất cả các loại rau sống đi ăn kèm này, trong lúc đợi nước dùng thì kênh Bếp Cùng Vợ sẽ giới thiệu sơ cái phần rau gồm có bắp cải nè. Cái món bún cá thì rất là hợp với bắp cải luôn. Và rau chuối ha. Giá nữa. Rau thơm và một ít hành tây mình đã bỏ lên trên rồi. Thì rau đã sẵn sàng rồi thì chúng ta sẽ đợi nước dùng thôi. Bây giờ thì mình sẽ làm nước mắm luôn nhé. 3 muỗng canh đường. Thêm vào đây là 1,5 muỗng canh nước mắm. Ở đây thì mình làm nước mắm ngọt đó, nên là nếu mà các anh chị và các bạn không thích làm nước mắm ngọt thì mình cũng có thể tăng cái lượng nước mắm lên nha. Và thêm vào đây là 1 muỗng canh giấm ăn. Rồi mình ngoái cho cái phần đường nó tan ra, để cho giảm cái vị ngọt và vị mặn thì chúng ta sẽ cho vô đây là 2 muỗng canh nước nữa nhé. Rồi bây giờ thì cái phần nước mắm của mình đã tương đối ổn định rồi, thì các anh chị và các bạn cũng có thể nêm nếm điều chỉnh lại cho phù hợp với gia đình của mình nhé. Tại vì gia đình của mình thì thích ăn cái phần ngọt đường nhiều hơn, ngọt hơn thì cái nước mắm nó sẽ có vị ngọt nhịn. Rồi vậy là xong cái phần nước mắm, mình quay lại cái phần nước dùng của mình đã sôi riu rồi. Cái màu nước dùng quá đẹp luôn nè. Khi mà nó đã sôi liu riu rồi thì chúng ta sẽ cho cái phần cá và để mình chiên vô. Nhớ lưu ý rằng nó phải sôi sủi tăm rồi mình mới cho cá vô ha. Để như vậy thì cái phần cá của mình nó sẽ không có tăm. Và mình cũng sẽ nêm vô đây là 1 muỗng canh hạt nêm, 1/2 muỗng cà phê muối, 1 muỗng canh đường phèn. Mình nêm đường phèn thì cái nước dùng của mình nó sẽ ngọt thanh hơn, nó sẽ ngon hơn. Nhưng mà nếu mà các anh chị và các bạn không có đường phèn thì chúng ta cũng có thể thay bằng đường thường cũng được, không có sao cả, không ảnh hưởng gì nha. Rồi lúc này thì các anh chị và các bạn cũng có thể nêm nếm điều chỉnh lại cho phù hợp với gia đình của mình được không ạ? Mình nêm lại một lần nữa cho chắc nhé. Bây giờ thì cái nồi nước dùng của mình nó đang rất là sôi rồi, thì mình sẽ vớt bọt bớt nha. Giảm lửa nhỏ xuống để mình riu riu cho cái phần nước ngọt của cá nó ra. Vớt bọt đi. Nhìn màu sắc quá trời đẹp luôn nè. Rất là thơm luôn, tại vì cái mùi sả nó rất là thơm và đã làm cho cái món bún cá của mình nó không có bị tanh. Rồi, mình thấy nó chưa có đậm đà lắm thì chúng ta sẽ dằn vô đây là 1 muỗng canh nước mắm. Để cho nó nhạy mùi cá lên. Rồi khi mà đã thấy được rồi và phần cá của mình cũng đã chín mềm rồi thì chúng ta sẽ cho cái phần thơm và phần cà chua còn lại vô. Vì sao gia đình Kênh Bếp Cùng Vợ không cho cái phần thơm và phần cà chua ngay từ đầu? Tại vì mình muốn giữ được cái phần miếng cà chua nguyên vẹn á, khi mà mình múc ra tô thì nó sẽ đẹp hơn. Rồi bây giờ thì mình sẽ nấu cho cái phần cà chua nó mềm đi một tí. Trong lúc đó thì mình sẽ bắt lên một cái bếp và mình cho nước vô. Bây giờ thì chúng ta sẽ trụng cái phần bún này ha. Và đồng thời là mình sẽ cho cái phần cốc hành ha, và cái hành sắt muối cao mình cho vô cái nồi nước bún luôn. Và cái nồi nước này nó cũng đã sôi lắm rồi, bây giờ thì mình sẽ múc vô và mình bỏ vô cái phần bún.
mình trụng như thế này thì mình sẽ giữ được cái độ an toàn của bún khi mà mình mua ở ngoài, và khi mà mình ăn đó thì cái bún nó nóng và kèm thêm cái nước dùng nó nóng thì mình ăn rất là nó nóng lâu lắm. Rồi mình lấy cái đũa mình đảo lên, ở dưới thì mình cũng đã có bỏ rau nha. Rồi mình chần qua như thế này. Bây giờ thì mình sẽ múc ra tô và cùng nhau thưởng thức thôi nào. Mình sẽ bỏ ra nửa cái đầu cá ra một cái đĩa. Và đây là tô bún hoàn chỉnh của gia đình mình vào bếp từ nãy giờ. Nếu mà các anh chị và các bạn theo dõi từ nãy giờ, thấy gia đình Kênh Bếp Cùng Vợ chia sẻ ngày hôm nay món bún cá thu rất là ngon và hấp dẫn, màu sắc cực kỳ đẹp, thì hãy cho gia đình Kênh Bếp Cùng Vợ một like, một đăng ký, ủng hộ tinh thần Kênh Bếp Cùng Vợ nhé. Có những cái góp ý nào thì hãy comment ở dưới để một bà nội trợ tại gia có thể hoàn chỉnh mình được không ạ? Hoặc là các anh chị có cái cách nấu nào ngon hơn thì hãy comment ở dưới được không? Rồi, Kênh Bếp Cùng Vợ xin chào cả nhà, hẹn cả nhà vào những video tiếp theo nhé.